Cả Nga và Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột trong mùa đông 2023. Tuy nhiên, cả hai bên đều gặp nhiều khó khăn trong điều kiện mùa đông. Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến trong mùa đông khắc nghiệt với binh lính Nga. Quân đội Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột khi cái lạnh buốt giá của mùa đông đang đến gần và nhiệt độ trung bình chỉ dao động từ âm 4,8 độ C đến 2 độ C. Nhiệt độ đóng băng đôi khi xuống tới âm 20 độ C có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị. Đạn dược có thể giảm tính năng chiến đấu và độ chính xác, nghĩa là cần số lượng nhiều hơn. Sự hao mòn của thiết bị cũng sẽ tăng lên trong khi tuổi thọ của vũ khí giảm xuống và đòi hỏi phải thường xuyên bảo trì. Máy bay không người lái, đặc biệt là loại nhỏ như dòng DJI Mavic mà quân đội Ukraine đang sử dụng, sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp. Đồng thời gió hoặc tuyết cũng sẽ làm giảm khả năng trinh sát của loại UAV này. Những điều kiện thời tiết mùa đông sẽ cũng hạn chế khả năng cơ động của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo xe kéo. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quân sự bởi tính cơ động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến. Thời tiết mùa đông khả năng cao sẽ đóng băng tiền tuyến theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thời tiết mùa đông, cây cối chơi trọi, tuyết trắng phủ đầy mặt đất, không có sự che chắn của cây cối, đòi hỏi phải sử dụng những kiểu ngụy trang mới để tránh bị đối phương phát hiện. Một yếu tố hạn chế khác trong mùa đông là nguy cơ binh lính bị lạnh cóng và hạ thân nhiệt. Ngoài những ảnh hưởng về thể chất, thời tiết ẩm ướt và giá lạnh cũng có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ. Mặc dù đây là một yếu tố tâm lý nhưng không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, bởi điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu. Điều cần thiết đối với Ukraine và Nga là phải thực hiện các biện pháp chuẩn bị cả về nhân sự và trang thiết bị. Điều này có thể quyết định đến thành bại của chiến dịch trong mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước ông sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự trong mùa đông. Trong khi đó, các quan chức Nga cũng khẳng định họ cũng đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm một đơn vị quân đội Nga đóng quân ở miền nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đối với Ukraine, những khó khăn lớn nhất không chỉ là thời tiết lạnh giá mà còn bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong thời gian qua điều này có thể tác động sâu sắc đến các hoạt động quân sự bởi việc thiếu điện cũng có thể làm ảnh hưởng mọi thứ từ thông tin liên lạc đến năng lực hoạt động của các bệnh viện giã chiến. Đây là lý do tại sao tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải lắp đặt thêm hệ thống phòng không để ngăn cản nga phá hủy mạng lưới năng lượng của ukraine. Nếu cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phía ukraine khẳng định họ sẽ không gặp phải khó khăn nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự ukraine ông Kirill Budanov cho biết mùa đông sẽ không ảnh hưởng đến ukraine và nga vì cả hai bên đã quen với điều đó. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận phía Nam Alexander Tanavsky cũng có đồng quan điểm với ông Budanov khi cho rằng quân đội Ukraine chủ yếu đi bộ thay vì di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng. Đó là lý do tại sao thời tiết hầu như không có tác động tới các chiến dịch của họ. Mưa tuyết có thể cản trở khả năng di động của các phương tiện hạng nặng như xe tăng, trong khi Ukraine chỉ hoạt động với những đơn vị bộ binh nhỏ và sử dụng các phương tiện nhẹ hơn. Một số nhà phân tích nhận xét mùa đông sẽ là phép thử ý chí của Ukraine trong khi đó nga đã nỗ lực đáng kể để đảm bảo cho quân đội có thể hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhiều năm qua họ đã triển khai tới bắc cực để tiến hành các cuộc tập trận chủ đề về chiến tranh mùa đông cũng được thảo luận rộng rãi trong các quan chức quân sự của nga các nhà phân tích phương tây và nga đều cho rằng trong mùa đông cả nga và ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường tiếp tế quan trọng ở phía sau tiền tuyến nhưng kế hoạch này có tác động như thế nào và các cuộc giao tranh lớn sẽ diễn ra ở đâu vẫn là điều chưa rõ ràng một khả năng xảy ra là Ukraine sẽ tiếp tục tiến công theo hướng Tokmak ở Zaporozhia và cố gắng bao vây Bakhmut, trong khi Nga duy trì sức ép lên các khu vực trung tâm quan trọng của Kupiansk thuộc vùng Kharkov và Avdiivka ở phía đông Donetsk. Ukraine sẽ muốn ngăn cản Nga giành thêm lãnh thổ, trong khi đó họ tiếp tục cuộc phản công. Kết quả, chiến dịch mùa đông sẽ phụ thuộc vào ý chí của Ukraine, khả năng và mức độ cung cấp đạn dược của phương Tây. Có lẽ là một thách thức cho chính quyền Kiev, nhất là bối cảnh chính trường Mỹ đang chia rẽ sâu sắc về các gói viện trợ cho Ukraine, trong khi xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Hamas đang không ngừng leo thang. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga có thể sẽ thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào hệ thống năng lượng của nước này vào mùa đông. Ngày 13 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm cho biết người dân Ukraine cần phải chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đến gần. Nguyên văn ông phát biểu, Chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường của tháng 11 và phải chuẩn bị cho thực tế là đối phương có thể tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa và cơ sở hạ tầng của chúng ta. Ông Zelensky cho biết Kiev sẽ tập trung nguồn lực cho quốc phòng bằng mọi cách để có thể vượt qua mùa đông 2023 cũng như cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Trước đó vào tháng 10 năm 2022, Nga đã tiến hành không kích quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Kiev bao gồm cả nhà máy điện gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko cho biết, Kiev sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông, nhưng nói rõ các cuộc tấn công của Nga nếu xảy ra sẽ tác động đến kế hoạch này thế nào. Các quan chức Ukraine vào ngày 8 tháng 11 cho biết, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine 60 lần trong những tuần gần đây, một dấu hiệu cho thấy một chiến dịch tấn công có thể đã được thực hiện. Tổng thống Ukraine cũng đưa ra dự báo quân đội Nga có thể sẽ tổ chức đánh lớn ở mặt trận phía đông Ukraine trước khi thời tiết trở nên lạnh hơn. Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn chiến lược Avdiivka ở vùng Donetsk hiện đã hạ nhiệt nhưng có thể nóng trở lại trong những ngày tới. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Zelensky cũng ca ngợi những nỗ lực anh hùng của lực lượng bảo vệ Avdiivka trước áp lực từ những nỗ lực tiến quân của Nga kể từ giữa tháng 10. Tư lệnh độc quân Ukraine, tướng Oleksandr Sisykin, trong bài đăng trên Telegram cho rằng, lực lượng Nga đang chuyển hướng tấn công sang khu vực Bakhmut và cố gắng chiếm lại các vị trí đã mất. Bakhmut là thành phố phía Bắc Donetsk bị lực lượng Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023 sau nhiều giao tranh ác liệt. Trong các cuộc phản công gần đây, quân đội Ukraine đã tuyên bố chiếm lại một số khu định cư xung quanh thành phố. Báo cáo của Nga về cuộc giao tranh hôm Chủ nhật cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine gần Bakhmut. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng nước này tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Nga có thể sắp mở chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng trong mùa đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết vào ngày 13 tháng 11, Trong mọi cuộc đối thoại với chính phủ Ukraine, chúng tôi luôn khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ họ. Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận với ông Andriy Yamak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, về những bước đi nhằm củng cố hạ tầng nước này trong mùa đông sắp tới. Cuộc gặp diễn ra trong khi Ngoại trưởng Blinken trở về thủ đô Washington sau chuyến công du Trung Đông, chuẩn bị tới thành phố San Francisco, dự hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC. Phát ngôn viên Miller nói thêm, Nga đã tìm cách đánh sập hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm ngoái. Họ rất có thể lặp lại điều này trong năm nay. Cố vấn Yermak đã đăng bài viết trên mạng xã hội X để cảm ơn Ngoại trưởng Blinken vì sự ủng hộ của Washington. Trước đó, ông thông báo tham gia phái đoàn đến Mỹ để thảo luận các biện pháp hỗ trợ, trong đó có tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine. Giới chức Ukraine tuyên bố đã củng cố mạng lưới phòng thủ để bảo vệ các cơ sở hạ tầng then chốt. Các quốc gia phương Tây cũng viện trợ hàng loạt hệ thống phòng không cho Kiev trong thời gian qua những đợt tập kích dồn dập của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông 2022 đã làm hư hỏng đáng kể lưới điện của nước này, buộc nhiều đô thị phải cắt điện và nước nóng luân phiên. Bất chấp việc Kiev tìm cách tăng cường năng lực phòng không, các quan chức nước này vẫn lo ngại nguy cơ cắt điện và nước nóng tái diễn khi lưới điện chưa được phục hồi hoàn toàn. Nga gần đây cũng tăng cường dùng tên lửa và UAV tập kích các mục tiêu của Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực làm cạn kiệt đạn phòng không và phá hủy những kho chứa vũ khí tầm xa của Ukraine. quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ